Thời gian gần đây, dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng. Thực tế cho thấy việc phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại cộng đồng rất cần sự chủ động và ý thức của người dân. Theo Sở Y tế, bệnh sốt xuất, xuất huyết liên quan nhiều đến biến đổi khí hậu và các ổ lăng quăng không được xử lý. Do đó, công tác phòng chống dịch là rất quan trọng, nhưng nhận thức của người dân hiện nay còn hạn chế và chưa tự giác tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại cộng đồng nhiều người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ cho rằng chỉ cần phun thuốc diệt mũi là tiêu diệt được vật trung gian truyền bệnh nên phó thác toàn bộ việc phòng chống dịch cho ngành y tế để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bên cạnh các hoạt động chuyên môn như phun thuốc diệt mũi diệt lăng quăng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh thì công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm kiến thức để người dân dọn vệ sinh môi trường khu vực sinh sống hạn chế tối đa mũi sinh sôi phát triển là vô cùng cần thiết